Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda Super R 1000 RR Fadex SB Custom Concept sẽ chính thức chinh phục giải đua sức bền. Honda có thể tham dự giải đua sức bền Suzuki 8 House On Road tổ chức tại Nhật Bản với mô hình là Super R 1000 RR Fadex SB Custom Concept. Các chiếc Honda Super R 1000 RR Fadex SB Custom Concept được phát triển dựa trên cái chiếc Super R 1000 RR Fadex SB 2008 do tay đua Takumi Takahashin cầm lái. Đây là người nhiều lần đã giành chiến thắng tại đường đua này. Cái bản concept này vẫn giữ nguyên động cơ như bản Fadex SB thông thường, nghĩa là được trang bị động cơ là 4 xăng 999cc cho công suất 189 mã lực tại vòng tua 13.000 phút, mô men xoắn cực đại 114 Nm tại vòng tua máy 11 phút. Động cơ được kết nối hộp xe cấp. Cái chiếc SB Custom Concept sẽ được có một hệ thống công nghệ điện tử như là cái chiếc Fadex SB thông thường, cùng với hệ thống chèo bán chủ động và một màu sơn của Suzuki. Các chi tiết khác bao gồm vành bánh xe hợp kim siêu nhẹ của Oset, Biega, ống xả Anubis Titan với lớp chống nóng bằng sợi carbon và kẹp phanh của Rainbow Molox. Chi phí ước tính cho tất cả những bộ phận riêng biệt này là 500.000 bảng. 5.000 bảng tương ứng là 160 triệu đồng Nam. Cái chiếc xe này có hút bạn không? Bà đáng buồn thay, bây giờ cái chiếc SB Custom chỉ được lên kệ cho thị trường Nhật Bản. Mặc dù nếu nhận được nhiều sự yêu thích của đông đảo những tay đua thì rất có thể xe được bán ra trên thị trường toàn thế giới. Cảm ơn bạn đã dõi đến ngày hẹn lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.